Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Gần một tháng sau khi tung ra bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 14.4 cho cả nhà phát triển cũng như là người dùng đã đăng ký trước chương trình beta, thì Apple mới đây cũng đã vừa phát hành phiên bản beta thứ hai cho iOS 14.4. Và ngày hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu xem là phiên bản này có những nâng cấp gì nhé. Ở đây thì mình đang có chiếc iPhone X và mình cũng đã cho nó lên phiên bản iOS 14.4 beta 2 rồi. Đây. Đó, các bạn có thể thấy là iOS 14.4 beta software profile nè. Đầu tiên thì ở phiên bản beta này thì bản cập nhật chỉ có khoảng 384MB dung lượng bộ nhớ thôi. Và với một mức dung lượng rất là thấp như vậy thì chúng ta sẽ chỉ có một vài cái cải thiện về những cái lỗi mà còn tồn động ở phiên bản beta 1, cũng như là chỉ có thêm một hoặc hai tính năng mới mà tí nữa mà mình sẽ đi tìm hiểu vào sâu hơn. Ok, đầu tiên là về những cái hiệu năng. Hiệu năng thì mình đã có chấm điểm AnTuTu ở phiên bản iOS 14.3 và so với lại phiên bản 14.4 beta 2 này. Và mình sẽ show điểm này cho các bạn xem. Đây là điểm số AnTuTu khi mà mình chấm ở phiên bản 14.3. Các bạn có thể thấy rằng con số điểm được thể hiện ra nó khá là chênh lệch khi mà số điểm ở phiên bản này sẽ là 241.346. Trong khi đó ở phiên bản 14.4 beta 2 thì chúng ta lên tới 253.033 điểm lận. Ok, và đi sâu hơn một tí thì chúng ta sẽ có điểm CPU và điểm GPU cũng có cải thiện rất là nhiều. Bên cạnh đó thì điểm CPU và GPU cũng được cải thiện rất tốt, từ 77.570 bây giờ đã lên thành 77.738. Điểm GPU thì từ 93.399 chúng ta đã được đẩy lên 93.693. Ở những con số này thì thật ra mà nói so với cả hai phiên bản thì mình thấy rằng nó không có thay đổi quá nhiều đâu, chỉ có vài trăm đơn vị thôi. Nhưng mà cũng cho thấy rõ rằng là phiên bản này chúng ta đã được cải thiện rất tốt về hiệu năng rồi. Và đó là về những cải thiện về hiệu năng. Vậy thì những cái điểm mới của phiên bản này là gì? Điểm mới đầu tiên thì nó sẽ không có được thể hiện rất là rõ đâu, mà chúng ta sẽ phải đọc release note của Apple. Đó là việc Apple đã cho chúng ta sử dụng phần mềm Code Scanner thông qua những ứng dụng như là camera này, NFC, Safari, Mockup Banner hoặc là IMS. Cái này thì thực sự là nó cũng không quá quan trọng với người dùng lắm. Mình thấy cái tính năng này cũng ít bạn dùng. Tính năng thứ hai đó là việc Apple đã bổ sung thêm một cái phản xạ haptic cho khi mà các bạn đưa cái con iPhone của mình đó rê ngang qua thiết bị Apple HomePod. Với cái này thì chúng ta sẽ có cái phản ứng tốt hơn giữa cái iPhone của bạn và cái loa. Rồi, cái tính năng thứ ba sẽ liên quan tới một thiết bị sẽ được ra mắt sắp tới của Apple, đó là Apple AirTag. Và để các bạn muốn tìm hiểu một tí về tính năng này thì chúng ta sẽ vào phần tìm kiếm. Mà ở đây mình sẽ dùng trình duyệt Safari nè. Các bạn gõ cho mình cái lệnh sau. Đó là file my. Hay chấm xẹt xẹt và gõ iTunes. Rồi, khi đó chúng ta sẽ mở trang này trong tìm. Chúng ta sẽ mở lên. Khi mà các bạn nhấn vào cái lệnh đó và chúng ta sẽ tìm thì chúng ta sẽ thấy được đó là chúng ta sẽ có thêm một cái mục mới, đó là vật dụng. Ở đây chúng ta sẽ có thêm hai cái là thêm vật dụng và nhận dạng vật dụng đã tìm thấy. Khi các bạn bấm thêm vật dụng thì nó sẽ tìm kiếm cái vật dụng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn chưa có thiết bị để mà tìm kiếm, thế nên là đây là cái kiểu ứng dụng để đón sẵn thiết bị mới mà thôi. Và mình nói sơ một tí về cái thiết bị Apple AirTag ha. Apple AirTag thì thật ra là giống như cái thiết bị Samsung MagTag vừa mới được ra mắt gần đây. Nó sẽ cho phép các bạn bỏ vào ba lô hay là đeo trên thú cưng. Từ đó các bạn có thể định vị được thiết bị của mình hoặc là thú cưng của mình đang đi lạc ở đâu đó, và chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm. Rồi ok, và vừa rồi là những tính năng mới cũng như là hiệu năng của phiên bản iOS 14.4 beta 2 này. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng bạn có lên hay không? Ở đây mình sẽ có câu trả lời là có và không. Không ở đây đối với những bạn nào không thích vọc vạch mà thích một phiên bản iOS nó rất ổn định và không tồn động bất kỳ một lỗi nào hay là rủi ro của phiên bản beta thì các bạn không nên lên. Còn có, nếu như bạn là một người đã đăng ký phiên bản beta và muốn thích thú trải nghiệm xem những phiên bản mới của Apple thì mình tin rằng phiên bản này rất là lành tính và không có bất kỳ một lỗi lầm nào trong quá trình mình sử dụng cả. Ok, và bạn có lên phiên bản 14.4 beta 2 này không thì hãy comment phía bên dưới chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.